Hoàng Vĩnh và Kim Quý, mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, như 24 giờ chuyển động đã đưa tin, Tổng cục Quản lý thị trường đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công an tấn công vào một kho hàng lậu rộng hơn 10.000 m² tại thành phố Lào Cai. Tổng cục Quản lý thị trường nhận định đây là một vụ việc bán hàng giả, hàng lậu liên quan tới thương mại điện tử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hiện đang có nhiều nghi vấn về đường đi của số hàng hóa này và trách nhiệm của lực lượng quản lý địa bàn. Cụ thể về vấn đề này sẽ được chúng tôi bàn luận trong ít phút tới. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Còn sau đây là những thông tin nổi bật đáng chú ý. Đà Nẵng đánh sập thêm một đại lý bán lẻ cần sa do sinh viên cầm đầu. Cảnh sát giao thông nổ súng truy bắt vụ vận chuyển 200 kg ma túy. Chuyên mục nóng trên mặt báo, chi phí luật lá của ông trùm hàng lậu. Ngư dân khó tiếp cận thiết bị giám sát tàu cá. Người đàn ông lập đền thờ nữ thần Corona. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Mai Hải Nam, quê ở Thanh Hóa, là tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn làm cho 6 người chết, 34 người bị thương tại đèo Ngọc Vinh, xã Rờ Cơi, huyện Sa Thầy vào ngày 11 tháng 7 vừa qua. Theo đó, bị can Mai Hải Nam bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, sáng ngày 11 tháng 7, tài xế Mai Hải Nam điều khiển xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 36B02232 chạy hướng Thanh Hóa vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đến huyện Ngọc Hồi, Kon Tum, tài xế đã cho xe chạy trái lộ trình, điều khiển xe đi tuyến quốc lộ 14C vào huyện Ia Hờ Đờ Rai. Khi đến đèo Ngọc Vin, xã Rờ Cơi, xe bị tai nạn rơi xuống vực sâu. Hậu quả của vụ tai nạn làm 6 người chết, 34 người bị thương, xe bị hư hỏng biến dạng. Mới đây, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hải Châu đã phanh phui thu giữ một lượng lớn cần sa tại một đại lý phân phối cần sa phục vụ cho giới học sinh, sinh viên ở Đà Nẵng. Được biết, kẻ chủ mưu hiện đang là sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố. Trước đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hải Châu đã bất ngờ ập vào kiểm tra một ngôi nhà trên đường Tiểu La, bắt quả tang Trần Đỗ Quốc Huy, 22 tuổi, là sinh viên của một trường cao đẳng ở Đà Nẵng, đang có hành vi cất giấu một túi ni lông lớn chứa nhiều thảo mộc bên trong nghi là ma túy. Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận số ma túy trên là cần sa. Được biết, từ đầu năm đến nay, Huy đã đặt mua cần sa qua mạng từ một đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh về bán lại cho các con nghiện trên địa bàn thành phố để kiếm lời. Số đối tượng mà Huy nhắm đến thường là học sinh, sinh viên, những người có khả năng tiếp cận giao dịch qua mạng xã hội. Thưa quý vị, mới đây camera giám sát hành trình đã ghi lại khoảnh khắc lực lượng cảnh sát giao thông nổ súng truy bắt hai đối tượng vận chuyển 200 kg ma túy đá xuống thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trưa ngày 20 tháng 7, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn km 1761+700 qua xã Cù Đăng, huyện Cư Bờ Ga của tỉnh Đắk Lắk, một tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Krông Búc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện chiếc ô tô lưu thông hướng Gia Lai Đắk Lắk có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe. Trong lúc kiểm tra, hai đối tượng trên đã bỏ chạy. Lúc này, cảnh sát giao thông đã nổ 4 phát súng chỉ thiên truy bắt hai đối tượng. Cùng với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt giữ hai đối tượng trong rẫy cà phê, cách hiện trường khoảng 4 km. Được biết, hai đối tượng là Vư Bá Tến, sinh năm 1996, ngụ Nghệ An, và Nhi Hơ, sinh năm 1993, quốc tịch Lào, đang bị công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ khu vực cửa khẩu giữa tỉnh Savanakhet, Lào, giáp với Việt Nam đến thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình trong 24 giờ qua. Trong hai đêm ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2020, tổ kiểm tra liên ngành gồm Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Tiền Giang và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh kiểm tra phát hiện bắt quả tang 7 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền, đoạn thuộc địa bàn xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho và xã Tam Bình, huyện Cai Lậy. Tại thời điểm kiểm tra, trên mỗi phương tiện đang chứa từ 5 đến 35 mét khối cát khai thác trái phép. Đồng thời, người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến việc điều khiển phương tiện và hoạt động khai thác cát trên sông Tiền. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 phương tiện trên và buộc bơm cát trả lại lòng sông. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 24 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Thanh Tâm, 60 tuổi, Lý Thị Bích Ngọc, 62 tuổi, trú tỉnh An Giang, Dương Thị Thắng, 63 tuổi, trú Đồng Tháp và Thạch Thị Dũng, 54 tuổi, trú tại thành phố Sóc Trăng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sau nhiều ngày theo dõi, tối ngày 17 tháng 7, lực lượng trinh sát hình sự Công an huyện Côn Đảo bắt quả tang Tâm, Thắng, Dũng, Ngọc khi nhóm này đang thực hiện hành vi giàn cảnh, móc túi của một người phụ nữ đến dâng hương tại Nghĩa Trang, Hàng Dương. Tài sản chúng chiếm đoạt của nạn nhân gồm 1,75 triệu đồng, 153 đô la Mỹ cùng một số nữ trang. Cơ quan điều tra cho biết, đây là các đối tượng đã có nhiều tiền án tiền sự, hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp. Bọn chúng thường đi tàu từ miền Tây ra Côn Đảo vào cuối tuần và hoạt động gây án từ 16 đến 22 giờ. Vào thời điểm này, lợi dụng khách hành hương, viếng nghĩa trang đông, khi phát hiện mục tiêu, bọn chúng sẽ phân công 2 đến 3 đối tượng giàn cảnh chen lấn, xô đẩy, làm nạn nhân mất cảnh giác để một đối tượng khác nhanh tay lấy trộm tài sản của nạn nhân trong ba lô, túi xách. Thưa quý vị, chuyên mục Nóng trên Mặt Báo hôm nay ghi nhận câu chuyện liên quan đến kho hàng lậu khủng vừa bị triệt phá ở Lào Cai. Hiện đang có nhiều nghi vấn về đường đi của số hàng hóa này và trách nhiệm của lực lượng quản lý địa bàn. Vừa qua, Tổng cục Quản lý Trật tự đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Cục A05 Bộ Công an tấn công vào một kho hàng lậu rộng hơn 10.000 m2 tại thành phố Lào Cai. Tổng cục Quản lý Trật tự nhận định đây là một vụ việc bán hàng giả, lậu liên quan tới thương mại điện tử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo nhận định của lực lượng chức năng, nhóm đối tượng này đã tính toán rất kỹ khi lựa chọn tổng kho đặt tại Lào Cai. Phía trước mặt tổng kho tiếp giáp với đường ray của ga Lào Cai, phía sau là một quả đồi sừng sững che chắn. Vị trí này sẽ giúp cho nhóm đối tượng khai thác được 4 lợi thế chính. Thứ nhất, do tiếp giáp cửa khẩu quốc tế, chỉ cần tuồn được hàng qua cửa khẩu biên giới là có thể nhập kho lượng lớn hàng hóa, tránh được sự giám sát của cơ quan chức năng. Thứ hai, chi phí thuê mặt bằng tại Lào Cai cho diện tích rộng cả hecta như vậy sẽ rẻ hơn rất nhiều so với tại các thành phố lớn. Theo đó, nhân công vùng cao thuê mướn cũng rất rẻ, tạo lợi thế trong kinh doanh. Những lao động phổ thông, chốt đơn trong tổng kho, làm việc quần quật cả ngày cũng chỉ được trả bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Cán bộ thủ quỹ, kế toán được trả từ 7 đến 10 triệu đồng, người quản lý chung được trả khoảng 20 triệu đồng. Cá biệt, có một số nhân viên diễn livestream được trả tới trên 80 triệu đồng một tháng. Thứ ba, nhóm đối tượng sử dụng hình thức phát trực tiếp livestream trên mạng xã hội Facebook để tiếp cận với khách hàng và bán sản phẩm. Hình thức này vô cùng hiệu quả vì bán được cho cả 100.000 người mà không cần đầu tư showroom, không cần mặt phố hoành tráng. Có duy nhất hai loại chi phí đáng kể là chạy quảng cáo trực tuyến mất khoảng gần 400 triệu đồng một tháng và cước điện thoại khoảng 122 triệu đồng một tháng. Thứ tư, chính vì nằm ẩn nấp ở một tỉnh miền núi phía Bắc nên trong suốt thời gian dài, các cơ quan chức năng và ngay cả chính quyền địa phương cũng không phát hiện ra tổng kho này để tiến hành triệt phá. Qua điều tra của Tổng cục Quản lý Thị trường, tổng các loại chi phí bao gồm chi phí cố định, chi phí cho cơ sở vật chất, ăn uống, các chi phí phát sinh khác của tổng kho này trong một tháng là khoảng xấp xỉ 2 tỷ đồng. Đáng chú ý là trong danh sách liệt kê của nhóm đối tượng có một loại chi phí được kê luật lá là 20 triệu đồng một tháng. Theo luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, thì cơ quan chức năng sẽ phải làm rõ chi phí luật lá ở đây là chi phí gì và chi phí cho ai. Luật sư Cường còn cho rằng, nếu người nhận khoản chi phí này để thực hiện một công việc theo yêu cầu của một nhóm đối tượng này, làm sai công vụ, buông lỏng quản lý để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, thì đây là hành vi nhận hối lộ với số tiền 20 triệu đồng một tháng. Tổng thời gian gần 2 năm, thì đối tượng nhận số tiền này có thể phải đối mặt với mức hình phạt rất nghiêm khắc của tội nhận hối lộ. Tổng cục Quản lý Thị trường cho hay, qua rà soát chứng cứ tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một con số giật mình, là từ tháng 10 năm 2018 tới nay, tổng lũy kế giao dịch qua tài khoản của Trần Thành Phú và 5 đối tượng trong nhóm là hơn 649 tỷ đồng, hoạt động công khai trên mạng xã hội và một kho hàng lớn nhất từ trước đến nay. Dư luận không thể không đặt câu hỏi chính quyền địa phương ở đâu, cơ quan chức năng về quản lý kinh tế, quản lý thị trường có phát hiện ra hoạt động phi pháp này hay không? Tổng cục Quản lý Thị trường cũng đặt câu hỏi, làm cách nào mà Phú và nhóm đối tượng có thể thu lợi lớn đến như vậy chỉ trong chưa đầy 2 năm? Ngoài bán lẻ trực tiếp tới tận tay của người tiêu dùng qua hình thức livestream, tổng kho này còn có hình thức nào khác? Phải chăng là cả đổ buôn trong nước? Bằng cách nào mà Phú có thể tổ chức đưa được một nguồn hàng lớn đến như vậy vào Việt Nam? Câu trả lời, theo Tổng cục Quản lý Thị trường cần được các cơ quan có thẩm quyền chuyên môn làm rõ.
không thể để một đất nước pháp quyền trong tay mà vẫn còn tồn tại cái luật lá đủ sức chi phối để một kho hàng khủng hoạt động công khai như thế này suốt một thời gian qua mà không ai hay biết. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về đời sống văn hóa xã hội dân sinh đáng chú ý với chuyên mục Đồng Tây chuyển động. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố tiếp tục triển khai thực hiện chương trình sữa học đường trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua chương trình sữa học đường được triển khai thí điểm đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học lớp 1 trên địa bàn 10 quận huyện của thành phố đã tạo được hiệu ứng xã hội rất tích cực, nhận được sự đồng tình ủng hộ của các trường, cha mẹ học sinh, thể hiện được tính nhân văn của chương trình. Hiện đã có hơn 130.000 em tham gia chương trình, tuy nhiên thời gian thụ hưởng của các em còn ngắn, chưa đủ thời gian đánh giá tác động của việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng khi sử dụng sữa. Việc đánh giá tác động cần được theo dõi trong một giai đoạn từ 3 đến 5 năm. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, để lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, ngư dân phải bỏ ra từ 30 đến 50 triệu đồng một tàu, chưa kể phí duy trì hoạt động hàng tháng của thiết bị. Do đó, nếu ngư dân có từ 2 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, họ phải tốn gần 100 triệu đồng cho việc lắp đặt này. Đây là những khó khăn khiến cho ngư dân chưa thể lắp đặt thiết bị giám sát, khiến cho tỷ lệ tàu cá gắn thiết bị giám sát đạt thấp. Dù họ nhận thức rõ về quy định bắt buộc này, câu chuyện sau đây của ngư dân Thanh Hóa sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Chi phí cho mỗi thiết bị giám sát hành trình như thế này có giá từ 22 triệu đồng trở lên tùy loại. Nếu trước đây quy định tàu cá từ 24 mét trở lên mới phải gắn thiết bị giám sát hành trình, thì nay theo quy định mới, đội tàu từ 15 mét trở lên cũng phải gắn thiết bị giám sát. Đáng nói là trước đây, thực hiện thí điểm, đội tàu 24 mét được hỗ trợ tiền mua thiết bị, còn nay ngư dân sở hữu tàu trên 15 mét phải tự chi trả. Tàu chúng tôi là dưới 24 mét, có nghĩa là 23 mét 5 đấy, thì lại phải là mua hoàn toàn. Cho nên từ cái khâu mà để mua hoàn toàn đến cái giám sát hành trình thì giá tương đương với 22 triệu một cái máy. Thì thực sự ra là đối với ngư dân chúng tôi là một điều rất là khó khăn, thậm chí là còn phải đi vay mượn. Ngoài tiền mua thiết bị ban đầu, ngư dân còn phải trả phí thuê bao hàng tháng từ 400 đến 500 đồng một tháng. Đối với ngư dân có từ 2 tàu cá trở lên thì chi phí càng cao. Ví dụ như bán một cái máy thì các anh hỗ trợ cho được cái thuê bao thì ngư dân người ta nó vẫn yên tâm hơn. Vì người ta không phải suy nghĩ đến cái thuê bao này. Người ta suy nghĩ đến cái đánh bắt hoặc là đánh đúng vùng đúng tuyến của người ta thôi. Tính riêng tỉnh Thanh Hóa có hơn 1.300 tàu cá trong diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên đến nay mới có hơn 300 tàu gắn thiết bị giám sát để thực hiện nghiêm việc quản lý khai thác hải sản bất hợp pháp, đặc biệt để đảm bảo phát triển nghề cá bền vững, các địa phương cần thúc đẩy nhanh hơn lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình hoạt động của tàu cá. Đây cũng là một trong những giải pháp gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã khiến cho 120 hồ chứa nước trên địa bàn của tỉnh Bình Định khô cạn, khoảng hơn 6.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Tỉnh Bình Định đã yêu cầu các địa phương phải huy động vốn ngân sách cùng với tỉnh, đầu tư xây dựng các công trình cấp nước. Nếu địa phương nào để cho người dân thiếu nước sinh hoạt thì người đứng đầu cần phải chịu trách nhiệm. Từ đầu tháng 3 đến nay, 2.000 hộ dân trên địa bàn xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Chiều nào cũng vậy, người dân trong làng gác lại mọi việc để đi lấy nước. Tất cả mọi loại thùng to, thùng nhỏ đều được sử dụng để trữ nước. Nói chung là nếu mà một tháng, nếu mà tính ra là có 500.000 nước. Nói chung là bà con ở đây là cũng trong cho nhà máy nó chuyên triển khai đường ống nước cho sạch cho có bà con xài. Nắng nóng gay gắt kéo dài từ tháng 3 đến nay, dẫn đến hơn 6.000 hộ dân Bình Định thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Cùng với việc hỗ trợ các huyện nâng cấp và đầu tư xây mới các công trình cấp nước tập trung, tỉnh Bình Định cũng yêu cầu các huyện vận chuyển nước tới cho người dân khu vực thiếu nước. Được tỉnh hỗ trợ 14 tỷ đồng, huyện Phù Mỹ cũng đã chi 26 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để nâng cấp nhà máy nước Mỹ Chánh. Khi hoàn thành sẽ cấp đủ nước cho 20.000 hộ dân. Thưa quý vị, hơn một năm qua, ngành điện huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để đưa điện về nông thôn cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có điện, đời sống sinh hoạt sản xuất của bà con ngày càng ổn định và phát triển hơn trước. Đã nhiều thế hệ đồng bào người Sơ Tiên ở thôn 6, xã Tân Long chưa từng được sử dụng điện lưới quốc gia. Cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm lạc hậu vì không có điện.
Được đảng nhà nước quan tâm, dù thôn cách xa trục chính, nhưng đến nay điện lưới đã về tới thôn 6, bà con ở đây đã có điện để phục vụ sinh hoạt và sản xuất, có điện để sử dụng các thiết bị hiện đại. Bây giờ có điện này kia, mấy đứa nhỏ đêm tôi nó học này kia cũng mừng, nhà đảng của nhà nước, nhà nước quan tâm cho mình rồi, mình cũng mừng vậy đó. Trước đây, bà con thường dùng ắc quy hoặc điện mặt trời nhưng hiệu suất thấp, chỉ sử dụng được những vật dụng đơn giản. Giờ có điện lưới, bà con có thể chạy máy lạnh, điều hòa, chạy máy bơm nước, phục vụ tưới tiêu cho vườn cây ăn trái. Tại huyện Phú Riềng, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đã đạt xấp xỉ 99%. Những hộ còn lại do sinh sống rải rác, cách quá xa đường trục chính nên vẫn chưa có điện. Dù vậy, với những nỗ lực đưa điện về nông thôn của ngành điện trong thời gian qua đã mang đến niềm vui, tạo nên sức sống mới cho người dân ở những địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Và bây giờ là những thông tin quốc tế gây chú ý. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa cho thấy dấu hiệu tạm lắng, một người đàn ông tại Ấn Độ đã lập đền thờ nữ thần Corona với mong muốn vị thần này có thể bảo hộ, đem đến phước lành cho tất cả. Sống tại thị trấn Kadatko của Ấn Độ, một người đàn ông có tên Anilen Buhota đã lập một đền thờ riêng cho virus Corona, phong loại virus này thành thánh thần và ngày ngày thờ phụng, cầu nguyện. Trong đền thờ này, ông Anilen đã thiết kế một Phật có hình dáng giống với virus Corona. Theo ông, hình dáng virus là hình dáng của một đức thánh thần và mô tả theo truyền thống đạo Hindu rằng trong mỗi thực thể xung quanh, kể cả virus, đều có những vị thần. Với đức tin mãnh liệt, người đàn ông này xây dựng đền thờ nữ thần Corona với mong muốn các nhân viên y tế, nhà khoa học đang cố gắng tìm vaccine điều trị COVID-19, nhà báo làm việc ở tiền tuyến luôn được an toàn và không bị ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng. Tiếp theo sau đây, mời quý vị khán giả sẽ cùng chứng kiến một thành tựu trong lĩnh vực in 3D. Đó là công nghệ này đã giúp ngôi nhà 2 tầng hoàn thiện trong thời gian ngắn, tiết kiệm đáng kể vật liệu và chi phí. Công ty xây dựng KMC đã sử dụng máy in 3D lớn nhất châu Âu để xây toàn bộ một căn nhà 2 tầng. Hãng này cho biết đây là ngôi nhà lớn nhất xây liền mạch bằng máy in cố định. Máy in kích thước 10m x 10m mang tên BOD2 do công ty Đan Mạch COBOD phát triển. BOD2 sử dụng một loại bê tông tổng hợp đặc biệt để tạo nên từng lớp tường. Phương pháp này mang lại những ưu điểm lớn so với cách xây dựng truyền thống như tốc độ nhanh, vật liệu được sử dụng một cách thông minh và chi phí giảm. Ngôi nhà 2 tầng với diện tích hơn 90m², chủ yếu phục vụ mục đích thử nghiệm, không phải làm nhà ở thực tế. Tuy nhiên, nó đủ rộng và thậm chí trang bị một số tiện nghi như pin năng lượng mặt trời hay hệ thống sửa dưới sàn. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê không đường, chiêu thức tinh vi trong hoạt động bán hàng online. Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tuần tra đêm. Xử lý nghiêm nạn cò mồi, treo kéo khách du lịch. Chuyên mục chuyện ngày mới, làm giàu trên đất nhiễm phèn. Thưa quý vị, hàng lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được công khai mua bán trên các nền tảng xã hội hiện nay hoặc là trên các website thương mại điện tử, các sàn giao dịch thương mại điện tử. Vâng, đúng vậy. Và không khó để chúng ta có thể tìm mua bất cứ sản phẩm mình cần với giá siêu rẻ. Nhưng việc kiếm được một nguồn lợi siêu khủng nên ngày càng nhiều đối tượng kinh doanh đã tham gia hoạt động này. Chuyên mục Cà phê không đường hôm nay sẽ đề cập vấn đề này qua phóng sự phản ánh sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gần 160.000 sản phẩm các loại có dấu hiệu vi phạm, gồm giày dép, quần áo, kính mắt, đồng hồ, với các thương hiệu nổi tiếng thế giới, đã bị đội quản lý thị trường phát hiện vào ngày 7 tháng 7 tại một kho hàng thuộc Lào Cai, rộng đến 10.000m². Phải mất 3 ngày, cơ quan chức năng mới kiểm đếm phân loại và có thể niêm phong hết số hàng trong kho. Đây thì khi mà chưa có thương mại điện tử thì rất khó để cho các cái mô hình kinh doanh kiểu này nó có thể tồn tại được, bởi vì là nó sẽ không có kênh để tiếp xúc khách hàng. Nhưng mà từ khi thương mại điện tử phát triển thì các cái đối tượng đã lợi dụng cái mô hình đó để không cần thiết là phải đóng tại các thành phố lớn mà họ có thể đặt kho hàng tại các cái tỉnh lẻ và từ đó bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng ở trên khắp cả nước.
Không chỉ là kho hàng, mà đây còn là một dây chuyền bán hàng được tổ chức vận hành khá chuyên nghiệp. Phòng chốt đơn, phòng livestream, trung bình số đơn chốt một ngày cao điểm tại đây lên đến hàng nghìn đơn, phân phối khắp cả nước. Có thể thấy, tất cả những mặt hàng thiết yếu như giày dép, túi xách, đồ gia dụng, quần áo, đồng hồ đều có tại đây. Với một dây chuyền tổ chức chuyên nghiệp tinh vi từ không nhập hàng đến bán hàng rộng thế này, câu hỏi đặt ra, tại sao kho hàng này lại có thể tồn tại nhiều năm qua mà chưa bị phát hiện? Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, hoạt động kinh doanh bán hàng trên mạng đã gia tăng. Đây cũng là các kênh phân phối nhiều mặt hàng không được nhập khẩu chính ngạch, không có hóa đơn chứng từ, hàng hóa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Nhiều địa chỉ bán hàng online khai báo thông tin, đăng ký hoạt động kinh doanh không chính xác về nhân thân và địa chỉ, thường xuyên thay đổi địa điểm, không theo trình tự thời gian cụ thể nên gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường. Đối tượng đã sử dụng cái bán hàng triệt để cái công cụ của bán hàng trên mạng, tức là thông qua cái hoạt động thương mại điện tử, từ livestream đến sử dụng các cái công cụ để giới thiệu sản phẩm, rồi chốt đơn hàng, rồi đóng gói để chuyển đơn hàng và được tập kết và lưu giữ ở các cái kho hàng rất là lớn. Và chúng ta thấy rằng là bây giờ việc bán hàng qua mạng, qua môi trường điện tử nó trở thành phổ biến, và mặc dù là Lào Cai là một cái tỉnh lẻ nhưng mà cái hiện tượng này nó cũng đã xảy ra, và với cái quy mô cũng tương đối là phức tạp. Hiện việc kiểm soát hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội rất khó khăn do các Facebook hay các trang mạng điện tử khác chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam. Theo số liệu công bố của Tổng cục Quản lý Thị trường, 99% các hoạt động giao dịch trên mạng hiện nay không có hóa đơn chứng từ. Chưa kể đến việc mua sắm trên mạng đang trở thành thói quen của người dân Việt Nam, nhất là giới trẻ. Vậy nên người dân nên có ý thức tự bảo vệ quyền lợi của chính mình, tránh ham rẻ, mua hàng trôi nổi. Có như vậy, cuộc chiến ngăn chặn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới được triệt để. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình. Ngày 24 tháng 7, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Võ Xuân Phong, 26 tuổi, thủ phạm đã gây ra một số vụ trộm cắp tài sản ở các nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Trước đó, vào rạng sáng ngày 19 tháng 7, ngôi nhà của gia đình chị Phan Thị Hiếu, 42 tuổi, ở khu phố Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, bị kẻ trộm đột nhập vào trộm tài sản. Đang hành động thì đối tượng bị người nhà phát hiện nên vùng chạy thoát. Kiểm tra tài sản, gia đình chị Hiếu phát hiện mất 4 điện thoại các loại và số tiền 13,1 triệu đồng, 500 euro, 200 đô la Mỹ. Sau nhiều ngày truy xét, lực lượng công an thành phố Đồng Xoài đã xác định đối tượng Võ Xuân Phong là thủ phạm gây ra vụ trộm tại ngôi nhà của gia đình chị Hiếu. Bước đầu Phong khai nhận trước đó còn gây ra một vụ trộm cắp tài sản khác tại một ngôi nhà cao tầng tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, lấy đi 4 điện thoại, một túi xách trong đó có nước hoa và khoảng 9 triệu đồng. Cũng tại Bình Phước, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường DT741, đoạn qua khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Sáng ngày 24 tháng 7, bà Trần Kim Loan, 60 tuổi, điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường DT741. Hướng từ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đến đoạn ngã tư giao nhau có tín hiệu đèn giao thông trước cổng siêu thị Cấp Mắc. Khi tín hiệu đèn vừa chuyển sang đèn xanh, bà Loan điều khiển rẽ trái sang đường Lê Quý Đôn để về nhà. Cùng lúc này, chiếc xe tải mang biển số 81C06834, chưa rõ người điều khiển, lưu thông cùng chiều với bà Loan cũng di chuyển theo tín hiệu đèn. Do tạt ngang đầu vào điểm mù của xe tải, nên khi vừa sang giữa đường, bà Loan đã bị xe tải tông ngang người. Người phụ nữ 60 tuổi cùng xe máy điện bị ngã văng ra đường. Bà Loan bị bánh trước bên trái của xe tải kéo lên hơn 3 mét. Bánh xe tải cán ngang lên đùi trái của bà Loan, khiến chân nạn nhân bị gãy lìa. Bà Loan sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Theo đó, đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhằm hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thông qua tuần tra kiểm soát, cảnh sát giao thông cũng tiến hành đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông.
Đặc biệt, Cảnh sát Giao thông Hà Nội sẽ triển khai phương án tuần tra đêm với từng đặc thù địa bàn. Các đội Cảnh sát Giao thông đều có những phương án cụ thể. Thưa quý vị, do cạnh tranh và giành khách du lịch nên nhiều nơi nảy sinh các hiện tượng tiêu cực như là cò mồi, chèo kéo du khách. Trong khi đó, chế tài với những hành vi này vẫn còn nhẹ, thiếu tính răn đe. Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu các địa phương ngăn tình trạng này các điểm du lịch. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi kịp thời có giải pháp phù hợp nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tiếp tục chương trình là một thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia xác nhận bệnh nhân 57 tuổi ở Đà Nẵng đã dương tính sau khi xét nghiệm lần thứ 5 tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và trở thành nạn nhân 416 ở Việt Nam. Hiện bệnh nhân này đang được điều trị trong tình trạng khá nặng. Đây là ca bệnh lây từ cộng đồng, tuy nhiên công tác khoanh vùng, dập dịch đang được thực hiện khẩn trương và có hiệu quả. Trong đó, 105 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được xét nghiệm và đều có kết quả âm tính. Hiện CDC Đà Nẵng đang tiếp tục tìm kiếm người có tiếp xúc gần để xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng. Cũng trong sáng ngày 25 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 là trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng. Cụ thể, bệnh nhân 414 là bệnh nhân nam, 34 tuổi, trú Hải Phòng. Bệnh nhân 415 là bệnh nhân nam, 25 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang. Ngày 17 tháng 7, cả hai trường hợp này từ Liên bang Nga quá cảnh Belarus về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trung đoàn 855 tỉnh Ninh Bình. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm ngày 19 tháng 7, âm tính với SARS-CoV-2. Mẫu lần 2 được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 23 tháng 7, dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả hai bệnh nhân được cách ly, điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Quý vị thân mến, trồng tiêu trên cây tràm là mô hình đầy tính sáng tạo, đã góp phần mang lại hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những vùng đất vốn từ lâu đã nhiễm phèn nặng. Có thể thấy là mô hình này, ngoài việc giúp cho bà con nông dân cải tạo vườn tạp, tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích, mà còn góp phần phát triển diện tích rừng tràm ở địa phương. Và có một chàng trai tại ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị của tỉnh Sóc Trăng đang làm giàu mỗi ngày nhờ mô hình này. Đây cũng là câu chuyện mà chuyên mục Chuyện Ngày Mới ngày hôm nay muốn chia sẻ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mặc dù cầm chắc trong tay tấm bằng đại học ngành công nghệ thông tin, nhưng việc chứng kiến gia đình mỗi năm mỗi chật vật với giá cả bấp bênh từ mía, anh Nguyễn Vũ Phong quyết định gác ngang công việc, chăn gối trở về quê cải tạo diện tích đất. Sau thời gian trồng nghiên cứu thử nghiệm, nhận thấy mô hình trồng tiêu phù hợp với thổ nhưỡng nơi mình sinh sống, anh Phong quyết định đầu tư mở rộng diện tích. Tuy nhiên, gia đình anh kịch liệt phản đối, bởi lâu nay cây hồ tiêu chỉ phù hợp với vùng đất cao, còn Thạnh Trị là đất phèn trũng, hồ tiêu khó có thể sống nổi. Thế nhưng anh đã xoay chuyển tình thế và mang lại thành công ngoài sức mong đợi. Thấy cái cây tiêu này nó phù hợp với vùng đất của mình, và đồng thời là mình trồng cũng có những cái kết quả nhất định về cái năng suất cũng như là về giá thành, cho nên là Phong đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu và trồng một cái quy mô cũng như là cái diện tích lớn hơn. Thay vì trồng tiêu với trụ xi măng tốn nhiều chi phí, anh Phong quyết định trồng tràm. Sau 4 tháng, cây tràm phát triển lớn mới tiến hành cấy dây tiêu vào. Chỉ mấy tháng sau, hồ tiêu đã bám vào cây tràm, phát triển xanh tốt. Cách làm thông minh này giúp tận dụng tán cây tràm làm bóng mát cho dây tiêu, đồng thời giúp dây tiêu có thể dễ dàng tận dụng được nguồn dinh dưỡng do cây tràm hút lên. Chỉ từ 200 gốc ban đầu, hiện anh Phong đã đầu tư mở rộng diện tích lên đến hơn 1,7 hectare, phát triển hơn 9.000 gốc hồ tiêu, trong đó có 6.000 gốc đã và đang cho thu hoạch. Khi mà mình trồng cây tràm thì ngoài cái việc mà tán tràm có thể che phủ cho cây tiêu vào các mùa hạn nắng, và cũng như là cây tiêu cũng có thể là bám vào thân cây tràm để sử dụng những cái chất dinh dưỡng từ cây tràm hút lên. Đó là một cái thuận lợi. Mô hình trồng tiêu trên đất phèn tương đối phức tạp, đòi hỏi người làm vườn phải chú trọng từ khâu cải tạo đất, hạ độ phèn đến mức phù hợp. Có như thế tiêu mới có thể phát triển tốt và kéo dài tuổi thọ. Nhờ cách làm của anh Phong nên sản lượng thu về năm 2018 đạt không dưới 1,5 tấn tiêu khô và hơn 300 kg tiêu xanh, được phân phối rộng khắp địa bàn trong tỉnh, giúp anh mang về hơn 100 triệu đồng mỗi năm.
Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình sẽ được phát lại vào lúc 22 giờ và 6 giờ sáng mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình cùng người thân. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.